ai có nhu cầu mua nick liên quân Free Fire, quân mi giá rẻ kèm nhiều vòng quay lật thẻ may mắn thì ghé shop.star.com, ở đây cái thuật quay gì cũng có. Nhớ vào đúng đường link bên dưới phần mô tả nhé. Tiếp tục tập 4 giao lưu mấy bạn trên kênh thế giới. Cách mấy chữ? Để gì chầm anh, nghe cam đi. Chầm anh 5 phút đó. Đúng rồi, đó là sao? Thật á. Thật hả? Có chầm anh đó. Thật hả? Thật hả? Chầm anh đó. Đậu. Ê là bà kia nè. Khi liều. Đúng rồi. Chụp lại. Giờ vô xem có cục vàng không là biết nào. Vàng là sao? Chúng anh 5 phút tưởng cục vàng nhá. Cục màu tím không rồi ba. Cục biết cục gì? Giờ ta ảnh rồi không biết. Trận này bên kia gia tập có sở kỳ đồ ghê quá. Không biết có bị hành không đây. Sao màu xanh thì màu xanh là đúng mà. Cái nhà game to quá phải chỉnh lại xíu. Chứ thấy rối quá. Chắc lần sau phải giảm âm trong game hết cỡ mỡ có thể tăng giọng mấy bà này lên được. To Việt Nam mới đúng. Sợ lộ rồi. Mình không cùng tiệm mới đúng. Quá mày mới vô chơi manh trong tiếp tập. Sao lên đồ này hả? Sao chị nó sung quá ta, có giống quá ta. Game hay à? Cái thằng Zon này bán phát tí nữa mình hết lên cấp 2 luôn. Team bạn chắc thấy đánh giải cầm A ra kèm A thơ nên giờ vào lao danh đây. Mình thấy trận đó Xuân Bách chọn Natalia không phải sai, vì trận đó chơi Natalia sợ mỗi con Cafeni. Còn lại đấu sĩ thì Natalia chơi được, chứ Big Van Hell mới sai, vì Van Hell chỉ gãi ngứa đấu sĩ thôi. Van Hell khi solo 1-1 với đấu sĩ thì nó không lo, vì khả năng làm chậm làm choáng thì ngon. Nhưng ví dụ hai đứa đấu sĩ lao vào thì Van Hell chả làm gì được ngoài chờ chết. Trước đây thì mình không biết Natalia có đem đấu giải chưa, chứ thời mình bắt đầu xem giải thì mình lần đầu mới thấy cầm Natalia. Mà thua cũng hơi buồn. Buồn vì nếu thắng thì sẽ bớt những người hay bình luận bảo con Natalia ghẻ chả ai mang đi đấu giải. Mình mong sau này sẽ có người cầm nó đấu giải tiếp để lấy lại danh dự cho những người yêu thích Natalia. Còn mình thì không bàn tới rồi, vì sợ win lắm. Đúng hết, mày nói từ từ rồi, rụng tay mày. Mấy thằng này chơi game mà run với sợ, quá là yếu đuối. Bùa họ ra thì kệ bùa họ chứ. Sao cứ bắt tôi đi ăn trộm ăn cắp làm gì? Gì chứ trận nào bùa xanh cũng phải ăn cho hết. Ra con nào ăn con đó. Mình thấy con Aza này đi với Haza te kinh lắm. Mỗi lần lao vào là vét hết. Ăn đi. Nó ulti ngu. Chị ơi, đứng sau em nè. Chị đứng đằng sau em nè. Hay quá. Đứng sau em người địt hay gì. Chết em. Chị ơi. Ra ta mà chơi thì xin cái tuổi luôn. Thôi được rồi chị ơi, 10 điểm B. Trời ơi, chị đánh em đứng chết luôn á. Nhìn kiểu này chắc bạn khoa này không về định chờ ăn rơi đây. Không tính ai tao chắc rồi. Đúng rồi. Mấy cái thằng không làm mà đòi có ăn, xả cho hai chiêu vô vụ chết luôn đi. Ủa sao tao được một kill nè má. Đúng luôn, chị Trâm Anh ăn được 4 mạng, 5 mạng, tao cũng 5 mạng luôn. Chết rồi, có tình duyên rồi đó. Ở cập nhật hiện tại thì mình vào bụi cỏ sẽ tránh được sát thương từ Zata, nên mấy bạn nhớ mà trốn nhé. Bình thường đã không ăn được Natalia mà giờ thêm vậy nữa thì khổ. Nghe cái miệng bạn này ngọt quá, chắc làm đau khổ nhiều bạn gái lắm đây. Thấy ở miền Nam thì họ nói kiểu nhẹ nhàng, ở miền Bắc thì giọng họ ấm, thấy trưởng thành. Còn ở miền Trung như mình thì
thì giọng nặng quá, nghe cũng không hiểu gì hết trơn, bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, chứ ra Đà Nẵng thì bắt đầu đỡ phần nào. Lên đào đi. Đào cái lồn tao lên đào rồi. Sao có chị Trâm An tụi mày cứ chửi. Sa ta dính thêm cú nữa là chết luôn, hên đấy em. Cái con mẹ à. Thì ba tay của chị tao làm hết. Hết đúng luôn, có Trâm An mặt nắng. Này này chị cho tí tiếp không chị? Chị đánh tiếp không chị? Đánh cho chị ơi. Từ chỗ làm thiệt đó. Chị đánh đi, chị đánh đi, có em rồi chị. Trời ơi, cái trình Trâm An. Ban chủ là tao tăng rồi. Chị đi sau em nè, chị Trâm An. Cái quần què gì lần nào cũng bắt tôi đi sau. Đi sau, để nghỉ việc hay gì. Chị đứng sau em nè. Vô nè, vô nè. Không có chuyện Trâm Anh là tao bị mất hết 50% tóc đánh rồi. Băng. Ê, cái này mà fake chắc. Ôi, có sông quê luôn á. Thật hay giả gì thì mỗi khi lên video mấy em đều quê hết. Mang nè, chị ơi, chị đi sau em thôi. Ăn, cái gì vậy? Ăn con rơi kiếm tiền mà nó bảo ăn cái gì? Thấy nãy giờ mấy đứa này không muốn ăn rơi thì phải. Ôi, bê nó đi mà nó còn bị mất cái đường, nó bị mất cái chỗ nữa. Máy mày dám lấy bùa xanh của chị tao hả? Vô nè. Xích nè. Tao không có xích kịp. Thấy chưa? Thấy chị đó chưa? Ủa miết kìa Huy bê. Chấm bất tử. Tao biết rồi, hình bầu phần này chắc mép rồi. Nó hắc mép đó chị ơi, chị yêu chị thích nó. Huy bê, ê Huy bê. Trời lên đi bê, mày đừng có nói tu. Tụi mà gặp chị Trâm Anh còn hơn là gặp cái ông thầy giáo yên. Cái thằng này mới quen vài chục phút mà biết cái tính thích nịnh nọt, lấy lòng người khác đây. Mấy bạn nữ cẩn thận nha, ra đường dễ dính những cậu như này lắm. Tán gái phải nói là ối giời ơi luôn. Rồi, mắt chung nha chị ơi. Esu bị dính phát sợ chạy về rồi. Bắn trụ. Kêu thằng Huy Bê ép cái đi. Rồi nó về đây nè. Có hồi là mày đặt được đàn tổ có mèo. Mày đừng có để cho chị Trâm Anh tao đi một mình coi. Chị ơi, con bầu chị ơi. Cho chị Trâm Anh đi. Chị về đây. Đi nè, mày đi về ấy đi Huy Vũ. Mày để cho chị Trâm Anh cho. Xuống ăn con tà thần rồi ép cho chắc. Quá chị ơi, 10 điểm. Chứ đáng hay 10 điểm. Ừ. Cho mà tao không được 10 điểm thôi. Vợ tao mà. Huy Vũ chết rồi. Thôi Huy Vũ chết đi cho rồi nó 17 điểm. Xin nhẹ con rồng luôn. Con này xanh nó nhảy lên mình mà mình không có quả cầu băng xương. Hoặc tốc biến là chết ngay. Chơi game gặp mấy đứa sát thương chuẩn lên full đêm thì Natalia hơi ngán. Không, mà như vậy là chắc không phải rồi. Nhưng mà nếu mà là chị Trâm Anh thật thì em có một lời xúc động gửi đến chị. Xúc tâm. Cái thằng này Văn không biết mấy điểm đây. Nhưng mà hằng ngày mùa trước leo top Việt Nam rồi, chắc đứa phải rồi. Mày xin lỗi mày mày. Ủa lỡ ví dụ lỡ người ta làm hai nước sao? Không. Trâm Anh có ba. Mình làm bình như mình làm đâu trên cái Việt Nam này có một mình. Nhảy tung tung tí là chết với tôi. Cái gì kim gì đó. Chết ta rồi. Mày gà. Tao cũng chết luôn nè, tao cũng chết luôn. Ném cho trường hài khác bắt về cùng chú. Chết block mày. Hay quá. Khổ. Rồi chị Trâm Anh không chết được. 10 điểm. Bốn thằng dồn đêm ghê quá. Tozo cũng chết chứ Trâm Anh. Với bà tóc ca. Giọng bạn này yểu điệu thùng nữ quá. Tối lên YouTube cho anh đang học fanpage. Sao lộn quá. Nãy giờ tao chọc cho mày vui thôi chứ tao biết sao rồi mà. Mấy cái đứa này nãy giờ còn không tin nữa. Không lẽ phải thể hiện kỹ năng à? Nếu mà là view thì em xin lỗi chị Trâm Anh thiệt nha. Bách sửa. Bách sửa. Blue team đã có.
chơi luôn. Thế tao nói tụi này nó hắc. Ấy, mấy cái thằng náo này núp nãy giờ đây mà cũng không rồi, biết mày chả hiểu kiểu gì. Bỏ mày đi. Chơi nè. Chơi nè. Chị, ví dụ mà chị thằng Huy bé mày được có ăn. Chị cho mày. Rồi xong luôn. Thế ta về ơi. Đâu. Một đổi ba cũng ok đấy. Team bạn dại quá. Dồn vào mình làm gì không biết. Như kiểu muốn ăn để bỏ tức vậy. Ủa thường thường là chị vô game là chị gái với tụi nó mà. Hôm nay không gái vì không muốn gái. Gái team bạn sợ đái ra quần ở trong nhà. Ở sao tôi chơi. Tao không biết rồi. Chị biết tao là ai không? Lòng một gà. Đàn em của sóc chuột này con. Lóc bọc gà nè con. Tim thiếu đại ca mà mò lên. Bọn này chưa biết tầm quan trọng của Trâm Anh rồi. Ủa đó. Mẹ thì nãy giờ ai cũng biết fake mà. Không nhưng mà fake mình đánh vậy là ghê rồi. Cái cục cứ gì thua lại chửi Trâm Anh. Hết đồng đội chửi lại thêm bạn chửi. Tưởng win được hay sao mà bên kia lên tiếng vậy. Ba đường lính lên thì may ra mình không dọn lính được chứ hai đường với một đường thì đợi sang năm chơi thua. Vậy nên chơi Natalia, nếu cảm thấy không ổn mấy bạn về trước thủ nhà, tìm chết kệ họ. Nói vậy thôi, chứ nếu họ có cấm trụ thì mình chịu nghe, do cấm trụ mùa này mạnh quá nên sẽ bị giảm đó. Lên đi tao có dạy. Thôi tao về hồi mẫu phải đi. Ê tao bắn đầu của tụi nó chết à. Giờ thằng Quyền mà xích được con cái phù. Thằng lông. Về đi về Quyền ơi. Về Quyền ơi. Tao làm được. Đây có chị Trâm Anh tao tiếp thêm sức lực cho tao mà. Cho em đi chị ơi. Tao có bổ xanh rồi ăn nữa làm gì mà xin. Đi cho vui đi. Giờ thì lên vào win thôi. Trận này chỉ là nháp thôi chứ mấy bạn theo dõi tập 5 trận sau mình sẽ chai hát với team mấy em này nhé. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. À, MVP luôn ba. Ô, Trâm Anh, Trâm Anh. Tự Trâm Anh rồi. Ôi, chụp lại nó luôn. Trâm Anh rồi, đúng rồi.